những bài thuốc tuyệt vời cho sức khỏe từ cá diếc là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Cá diếc là loại cá trắng nước ngọt, thân dẹt, dài từ 15 đến 30 cm. Trong đông y, cá diếc có vị bình hòa, không độc, tác dụng bổ tỳ vị, hành thủy, có tác dụng rất tốt đối với những người bị suy nhược cơ thể, phụ nữ có thai. Vừa rẻ vừa bổ thế này, tội gì mà không mua về cho cả nhà ăn. Là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt, cá diếc là loại cá trắng nước ngọt, thân dẹt, dài 15 đến 30 cm. Trong đông y, cá diếc có vị bình hòa, không độc, tác dụng bổ tỳ vị, hành thủy, có tác dụng rất tốt đối với những người bị suy nhược cơ thể, phụ nữ có thai. Sau đây là một số món ăn thuốc từ cá diếc. Kiện tỳ hóa đàm, chỉ khái, tức tiêu đờm, khỏi ho. Cá diếc hầm cà rốt. Cà rốt 500g, cá diếc 250g, 1 con, gia vị, hầm chín, ăn lúc đói, dùng cho cả trường hợp ho ra máu, ho lao. Hoặc cá diếc bé kho nhừ với củ cải, ăn được cả xương, cũng là món ăn bồi bổ canxi, chữa ho. Kiện tỳ thẩm thấp lợi tiểu khỏi phù thủng. Cá diếc hầm đậu. Cá diếc 1 con 250-300g, thương lục thái nhỏ 10g, xích tiểu đậu 30g, cho thương lục vào đậu vào bụng cá hầm chín, ăn cái, uống nước vào lúc đói, ăn 2 ngày một lần, ăn 3 lần. Lưu ý, phụ nữ có thai không nên dùng vì thương lục sổ nước mạnh, muốn chữa phù nhẹ và được an toàn hơn thì bỏ vị thương lục thay vào 9g đường kính, có thể dùng trong trường hợp phù do viêm thận mãn, phù dinh dưỡng, ích khí tiêu phù, viêm thận cấp và mãn. Cá diếc 1 con 250g đến 300g, làm sạch, cù bí đao 60g, ý dĩ 30g, nấu chung với lượng nước vừa đủ cho đến khi ý dĩ chín nhừ, hoặc cá diếc nấu với 100 đến 200g vỏ bí đao. Đại tiện ra máu, cá diếc 1 đến 2 con nấu canh lá hẹ. Chữa sởi, thời kỳ xuất hiện nốt sởi. Cá diếc 1 con làm sạch, đậu phụ 250g, nấu thành canh cho trẻ ăn ngày một lần. Ăn liền 2 đến 3 ngày, để tránh gây hóc xương thì phải nấu cá trước, lọc lấy thịt rồi cho đậu vào nấu. Lị amip, cá diếc 500g, hành 2 củ, hầm chín cả 2 để ăn. Quai bị, nấu canh cá diếc với rau câu kỷ, cả cành ăn. Trẻ biếng ăn, gầy còm hay đi lỏng, sức yếu. Cá diếc 1 con 250g, gừng tươi 30g, trần bì 10g, hồ tiêu 1g, gói 3 thứ sau cho vào bụng cá, đã làm sạch. Nấu chín, ăn cá, uống nước, chia 2 lần ăn trong ngày, ăn liền vài ngày, chữa ít ngủ, ngủ không ngon giấc. Cá diếc 300g, lá vông nêm bánh tẻ 50g, hoa thiên lý 50g, gia vị, xương cá giã nhỏ lọc lấy nước khoảng 400ml, đun sôi rồi cho lá vông và hoa thiên lý cùng với phần cá nạc. Nấu sôi lại là được, ăn nóng lúc đói vào buổi chiều, ngày một lần trong một tuần lễ. Chữa ho. Cá diếc 2 con 300g, lá xương sông 100g, gừng tươi 2 lát mỏng, gia vị, làm như cách chữa mất ngủ trên, dưỡng phế, giảm ho, cầm máu. Cá diếc 1 con 250g, trái hồng khô 2 trái, bách hợp 30g, mỗi thứ đều được làm sạch và cho vào nồi, thêm nước nấu chung ninh kỹ với gia vị, dùng tốt cho người bị các bệnh về phế quản, phổi mãn tính, thở dốc, đờm lẫn máu, miệng họng khô hay đổ mồ hôi. Chữa tăng huyết áp. Cá diếc 1 con 250g, cho vào chậu nước muối nhả hết nước dãi, không mổ, để nguyên con, đem luộc cỡ lấy thịt, nấu canh với lá dâu. Chữa đái tháo đường. Cá diếc 1 con để vảy không đánh, bỏ ruột lấy trà cho vào đầy bụng, bọc giấy, nướng hay lùi cho chín rồi gỡ ăn. Chữa thai phụ ăn kém, chậm tiêu, đầy trướng, mệt mỏi. Dùng cá diếc 2 con, lá tía tô 15g, sa nhân 6g, gừng tươi 6 lát. Dùng lá tía tô, sa nhân và gừng tươi rửa sạch, cá diếc đánh vẩy và mổ bụng, bỏ hết nội tạng và rửa sạch. Sau đó cho tất cả vào nồi, cho đủ nước và dùng lửa nhỏ hầm thật kỹ từ 2 đến 3 giờ, dùng để ăn vài lần trong ngày. Chữa sản phụ ít sữa. Lấy 200g cá diếc, một cái giò heo, thông thảo khoảng 10g, sau đó thêm ít nước và gia vị, dùng hầm nhừ, bỏ bã thông thảo. Chữa lạnh bụng, đầy bụng, không tiêu, ăn kém, suy nhược. Cá diếc khoảng 200g, cải củ 200g, cà rốt 200g, nước bột đậu từ 1.500 đến 2.000ml, cá diếc sau khi cắt khúc, cải củ và cà rốt thái lát, nấu nước bột đậu vào sôi và thả cá, cà rốt, gừng và cải củ, gia vị vào hầm nhừ. Chữa xuất tinh sớm, nóng bàng quang.
Dùng 250g cá diếc, 100g bí đao, sinh địa hoàng 10g, gừng và gia vị đủ dùng. Sau khi làm sạch cá diếc, dùng ướp với gia vị chừng 30 phút. Bí đao rửa sạch, ướp với gia vị, cho vào chõ và đặt cá lên trên, thái gừng, hành, cho vào hấp. Nước hấp cá cho sinh địa hoàng vào đun sôi, bắc ra. Khi ăn thì ăn cả nước vào cái, cách ngày ăn một lần và ăn trong vòng một tháng. Chữa thai phụ phù nề chân, an thai. Dùng 200g cá diếc, xích tiểu đậu khoảng 100g, sau đó hầm nhừ và thêm gia vị, hạn chế muối. Chữa thận hư, suy nhược cơ thể, dùng 40g cá diếc, kim anh tử 20g, gia vị đủ dùng. Sau khi làm sạch cá diếc, cho vào chảo rán qua và đổ nước kim anh tử vào, hầm đến khi cá chín, nêm gia vị đủ dùng. Chữa dưng vật khó cương cứng, dùng 1 con cá diếc, 20g hạt sen, thịt nạc thăn 50g, dâm dương hoặc và đỗ trong khoảng 8g, gia vị và rượu đủ dùng. Sau khi lạp sạch cá, thịt nạc thăn rửa sạch và thái nhỏ, sau đó dùng các vị thuốc trên rửa sạch, buộc kín và cho vào túi vải, cho vào bụng cá, đặt vào chõ, hấp khoảng 30 phút là sẽ dùng được. Ngừa viêm đại tràng mãn tính. Cá diếc khoảng 250-300g, gạo tẻ 50g, sau khi cá được làm sạch thì cho vào nồi, hầm kỹ lấy nước. Sau đó cho gạo vào và nấu thành cháo nhừ mới cho cá vào, nêm gia vị vừa miệng và dùng để ăn nóng. Hãy cho thúc quý quanh ta biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu bạn thấy hay hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đừng quên nhấn subscribe để đón nghe những video mới nhất từ channel Thúc Quý Quanh Ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.